Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Vào năm 2012 thì hãng Dinaudio là một trong hãng âm thanh cao cấp đầu tiên đi đầu về việc thực hiện sản xuất những bộ loa không dây theo tiêu chuẩn âm thanh cao cấp high end, và đó là dòng sản phẩm Xeo được ra mắt từ năm 2012. Thì cho đến bây giờ thì hãng đã tiếp nối cái sự thành công đó cho ra mắt những cái thế hệ tiếp theo với cái số là số chẵn, ví dụ như dòng sản phẩm Xeo 2, Xeo 4 và kế bên mình đây là Dinaudio Xeo 6, là dòng sản phẩm cao cấp nhất của dòng Xeo. Đây là một đôi loa cột 2,5 đường tiếng, cực kỳ nhỏ gọn. Các bạn có thể quan sát khi mà nó ở bên cạnh mình thì trông nó rất là nhỏ gọn và nó có một cái chiều cao rất là khiêm tốn. Mình nghĩ đây là một trong cái sản phẩm mà nó rất ấn tượng, là vì nó nhỏ nhưng mà âm thanh của nó phát ra thì phải gọi là cực kỳ khủng so với kích thước, và tiếng trầm của nó có thể xuống được đến khoảng hơn 30 Hz, có thể là rơi vào khoảng tầm 31-32 Hz ở mức Xeo 3 dB, là một cái mức tiếng trầm cực kỳ tốt. Và nó cũng đạt được một cái công suất rất là lớn khi mà công suất của nó lên tới là 150W cho mỗi loa. Tức là đây là đôi loa này là đôi loa mà bên trong đã được tích hợp sẵn bo mạch công suất và cả phần phát tín hiệu không dây ở phía trên đỉnh loa. Và về mặt công suất thì ở bên trong nó chia ra cái phần module khuếch đại chia ra làm 3 phần dành cho 3 củ loa, và mỗi một cái thành phần đó thì là công suất là 50W, 50W và 50W, nên là tổng cộng mỗi một chiếc loa là có công suất lên tới 150W, thì là vô cùng mạnh mẽ. Về cái phần ở trên nóc loa, mình sẽ quan sát một chút gần vào để phía trên nóc loa chính là cái bộ mà nó sẽ tiếp nhận tín hiệu không dây. Và ở trên này thì bạn có thể bật loa lên bằng công tắc và cho đây là hai phím bấm tăng giảm âm lượng, và các bạn có thể thực hiện cái việc điều chỉnh âm lượng và bật loa thông qua một cái remote. Ngoài ra chúng ta sẽ đến với chi tiết củ loa. Có lẽ những cái củ loa này là củ loa mà những người quen thuộc với thương hiệu Dinaudio thì không còn xa lạ gì nữa. Đây là chính là những củ loa được Dinaudio nghiên cứu và sản xuất tại nhà máy của hãng ở Đan Mạch. Đây là loa chép ESOTA, có hiệu suất rất là cao, tiếng dễ nghe mà không tạo cảm giác mà bị chói gắt. Ngoài ra thì ở dưới đây là những cái màng loa mix bass, tức là nó sẽ phát ra cả tiếng trung và tiếng trầm. Và cái màng loa này được làm bằng vật liệu MSP. Cái vật liệu MSP tức là nó có cái hợp chất bằng poly đấy, tức là một cái loại nhựa tổng hợp và có phần thành phần là cái phần viền nhún này bằng cao su này. Thì cái vật liệu mà MSP này của hãng nó rất là hiệu quả khi nó đem đến cái tiếng trầm rất là ấn tượng đối với cái kích thước của củ loa như vậy. Ngoài ra thì cái phần trung âm phát ra thì rất là trong trẻo. Thì đây là những cái củ loa mà chuyên được xuất hiện trên loa Dinaudio, được hãng trực tiếp là sản xuất. Và cái phần nón rất là đặc trưng, bạn có thể quan sát thấy những cái khía khía rất là đặc trưng. Và tất cả các củ loa này thì được bắt vào một cái khung giờ bộ xương bằng kim loại rất là chắc chắn, cho nên là mình thấy là khi mà nó hoạt động mạnh thì nó rất là chắc và hạn chế được cái rung động có tác động xấu đến âm thanh rất là nhiều. Chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống để thấy được là cái thùng loa này nó rất là nhỏ gọn và nó có những cái cạnh vát ở đây. Và cái lớp hoàn thiện bên ngoài này theo mình nghĩ là ở khí hậu Việt Nam thì rất là ok. Kể cả có một chút ẩm thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng, tại vì nó rất là khó có thể bị bong hoặc là chóc các cái lớp cạnh này ra. Và không thể thiếu để có thể nghe được với đôi loa Dinaudio Xeo 6 hay là Xeo 4 là chúng ta phải cần một cái bộ như thế này. Bộ như thế này gọi là bộ Dinaudio Connect. Cái bộ này là phải bán, là bán ngoài các bạn nhé, và các bạn phải mua thêm bộ này. Đôi loa này thì có giá là 86.100.000, và các bạn sẽ phải sắm thêm một bộ đây gọi là Dinaudio Connect. Bộ này giá là khoảng 10.200.000. Thì bộ này nó có cái tác dụng là nó sẽ nhận cái tín hiệu từ điện thoại của bạn để phát qua Bluetooth chẳng hạn, tức là nó có thể phát Bluetooth
Nó sẽ tiếp nhận tín hiệu Bluetooth và phát tín hiệu không dây theo là tín hiệu cao tần cho đến loa là ở cái mức 2,4 Hz. Cho nên là chất lượng âm thanh khi nó truyền dẫn đến loa thì cực kỳ là tốt. Ngoài ra, khi chúng ta quan sát đằng sau, đây là một cái tính năng rất là hay khi nó có cái đường USB in. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cái dây USB đi kèm và các bạn có thể nâng cấp lên một cái sợi dây chất lượng tốt hơn. Và lúc này thì nó sẽ sao cạc máy máy tính của bạn nó sẽ nhận cái DIN Audio Connect này như là một cái sao cạc USB gắn ngoài và nó có thể giải mã được các cái file lên đến tiêu chuẩn là 192 kHz 24 bit, rất là tốt. Ngoài ra là còn các cái đường vào phổ biến khác như là đường quang optical in, đường coaxial in và đây là cái đường line in nữa, rất là tiện. Cái đường line in này thì nó sẽ không sử dụng cái giải mã ở phía bên trong, mà muốn sử dụng giải mã bên trong thì các bạn phải dùng những cái đường kỹ thuật số input vào như thế này. Ở đây thì nó có những cái nút gạt ABC này rất là quan trọng nhé. Tức là một cái bộ DIN Audio Connect như thế này nó cho phép chúng ta có thể dùng được tới tối đa là 6 đôi loa. Tức là các bạn có thể trang bị cho một phòng lớn với 6 đôi loa khác nhau. Và mình thấy thì với 6 chiếc loa khác nhau, tức là 3 đôi loa. Thông thường khách mua đến 3 đôi loa để sử dụng với DIN Connect thì rất là ít. Thường thì mình thấy rất là nhiều khách mua một đôi DIN Audio Cell 6 là loa cột để phía trước và một đôi Cell 4 là đôi loa bục Cell để phía sau. Tức là thiết lập thành một cái hệ thống âm thanh hoàn toàn là có thể lấp đầy được phòng nghe của bạn. Rất là hay khi mà nó có thể cùng lúc mà phát được đấy 3 đôi loa khác nhau. Đó, đây là các cái kênh gạt ABC để cho mình có thể kết nối tới từng cái đôi riêng biệt. Đấy, cũng rất là đơn giản thôi. Thiết bị rất là gọn nhẹ nhưng mà đây là một thiết bị rất là mạnh mẽ và rất cao cấp của hãng. Có tên là DIN Audio Connect. Đây, trong bộ thiết bị trong bộ sản phẩm này thì các bạn sẽ có thể dùng cái dây cáp quang này. Đây là dây coaxial. Đấy, cũng được hãng trang bị đi kèm rồi. Dây lai bình thường. Đây cũng là dây lai sử dụng đầu bông sen bình thường. Đây, còn đây là cái sợi dây USB. Các bạn sẽ sử dụng để kết nối với laptop hoặc là máy tính để bàn để chơi nhạc lossless rất là tiện. Và sau đó nó sẽ phát tín hiệu cho đấy hai đôi loa của bạn. Ngoài ra thì nó sẽ đi kèm với một cái chiếc điều khiển. Đây, đây là điều khiển thiết bị không thể thiếu. Các bạn có thể tăng giảm âm lượng này, tắt bật này, lựa chọn các đường vào, đường line bình thường này. Đó. Đường line bình thường các bạn có thể kết nối ví dụ như đầu đĩa CD vào chẳng hạn. Đấy. Hoặc là từ âm thanh từ TV xuống. Còn đây là đường optical. Bây giờ các cái TV hiện đại đều có cái đường optical out này hết. Coaxial, USB. Đó. Và mình hướng dẫn cho các bạn khi mà ví dụ muốn kết nối hai đôi loa để cùng sử dụng, cùng phát nhạc từ một nguồn. Thì ví dụ chúng ta có một đôi Cell 6 phía trước này thì chúng ta sẽ nhấn vào nó là đường A chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ nhấn vào 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 từng bên là kênh A và sau đó chúng ta sẽ trỏ vào đôi loa ở phía đằng sau. Nếu mà chúng ta lắp thêm một đôi loa như thế này nữa, chúng ta lại cũng nhấn đường A để nó hiểu là hai hai đôi loa này, thậm chí là ba đôi loa nhưng mà cùng hoạt động trên một kênh A. Đây rất là tiện, các bạn phải nhớ cái phần thiết lập như thế này. Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái việc chơi nhạc. Mình sẽ sử dụng iPhone và mình đã kết nối Bluetooth với cả đây. Mình vào phần cài đặt, mình vào phần Bluetooth. Mình bật và mình đã kết nối cái thiết bị là DIN Audio Connect, các bạn thấy không? Nó đã ghi là đã kết nối rồi. Sau khi đã kết nối thì chúng ta chỉ việc phát nhạc như bình thường thôi. Mình sẽ sử dụng một cái app chơi nhạc trực tuyến.
rất là tiện lợi, đã có âm thanh chất lượng cao ngay. Mình xin tóm tắt lại một chút, các bạn hình dung cho nó dễ nhé. Tức là chúng ta sẽ cần một cái bộ kết nối, đó là Dean Audio Codec, như là mình vừa mới giới thiệu xong. Bộ này thì nó sẽ nhận nhiều nguồn vào, ví dụ như nó sẽ nhận cái phần mà phát tín hiệu Bluetooth không dây từ điện thoại chúng ta đến cái Dean Audio Codec. Nguồn thứ hai, nó sẽ nhận được từ máy tính, như là một cái sao cạc bình thường, và có thể phát bằng đường optical in, coaxial in, hoặc từ một cái nguồn phát bất kỳ sử dụng cái đường line in RCA thông thường, hoặc cái đường AUX in, chúng ta cũng có thể cắm trực tiếp điện thoại vào đây, rất là tiện dụng. Và sau đó thì cái cục Dean Audio Codec này nó sẽ phát đến đôi loa của các bạn, rất là hay. Và ở phía sau đôi loa này thì chúng ta có thể hiệu chỉnh một chút, ví dụ như đôi loa nào là đôi loa trái, đôi loa phải, nó sẽ có cái nút gạt ở phía đằng sau, rất là tiện. Và một đôi loa này có thể lấp đầy được âm thanh của phòng, thậm chí theo mình nghĩ là phòng lên tới 30m² vẫn có thể cho âm thanh rất là tốt. Và nếu muốn âm thanh được tràn đầy hơn thì các bạn có thể mua thêm một đôi loa như thế này nữa, hoặc có thể mua đôi loa nhỏ hơn, ví dụ như là đôi loa xe 4 chẳng hạn, là một gợi ý rất là tuyệt vời. Sau đó chúng ta sẽ bố trí ở các cái khoảng không khác nhau, và như vậy chúng ta có thể thưởng thức âm nhạc, tràn đầy âm nhạc trong phòng. Và thêm một điều lưu ý nữa là cái cự ly phát sóng của bộ thiết bị này nó rất là xa, tức là các bạn có thể sử dụng một cái bộ Dean Audio Codec này và nó có thể phát được trong bán kính tới khoảng 50-100m. Cái thông số đây gọi là thông số lý tưởng của nhà sản xuất. Như vậy chúng ta chỉ cần một cái bộ codec này mà nó có thể phát được đi rất là xa, đáp ứng rất là tốt cho những gia đình có phòng rộng. Và mình vừa giới thiệu đến cho quý vị và các bạn bộ Dean Audio đôi loa CL6, một đôi loa rất là tuyệt vời, có kích thước nhỏ nhưng âm thanh vô cùng ấn tượng, với giá 86.100.000 đồng. Và các bạn mua thêm Dean Audio Codec giá khoảng 10.200.000 đồng, các bạn sẽ có được một combo rất là tuyệt vời. Và mình rất vui được giới thiệu tới cho quý vị và các bạn một giải pháp nghe nhạc không dây cao cấp của Dean Audio. Hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Hãy nhớ đến Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thái Hà, Hà Nội.